đến thăm cơ sở nuôi trai lấy ngọc và nơi buôn bán ngọc trai ở tại Phú Quốc. Đây là những đồ gốm được vớt lên bởi những con tàu chìm. Xác lập kỷ lục ông Hồ Phi Thủy, Phú Quốc, Kiên Giang, bộ sưu tập các hiện vật gốm sứ xưa có nguồn gốc châu Á được trục vớt từ các con tàu đắm ở vùng biển Phú Quốc, Kiên Giang để lưu giữ và bảo quản với số lượng nhiều nhất. Và đây là một cái sự công nhận của ban tổ chức kỷ lục người Việt toàn cầu. À, chúng ta thấy không, có cả một cái bảng bằng kỷ lục tiếng Anh đây, rất là đặc biệt. Đây là bộ sưu tập, đây là kho tàng báu vật nha. Cái hộ nè, mấy sinh nó giỏi mà. Tiếp
thế kỷ thứ 7 thứ đến thứ 17. Đây là thạch hải thúy mà hay còn được gọi là sang thơ hóa thạch. Màu sắc và hoa văn trên này là hoàn toàn là tự nhiên hết, và từ những cái khối thô sơ thế này sẽ được chế tác thành chuỗi cổ, vòng tay, mặt dây chuyền và vòng liền, mang ý nghĩa về mặt phong thủy và mang may mắn bình an tài lộc cho mình đó. Đẹp quá. Đây nha, đúng là báo vật thì cổ vật quá nhiều, trục vớt những cái con tàu và đem về đây trưng triển lãm. Ở đây là những cái chuông ống rất là nhiều nha, coi như là được cái toàn vẹn đó. Đây nữa, vô cùng đồ sộ. Quá tuyệt vời, tuyệt vời. Gốm sứ vô cùng to lớn. Đây hiện vật chén niên đại thế kỷ thứ 17 được công nhận đàng hoàng. Quá nhiều. Số lượng vô cùng đồ sộ nha. Niên đại từ thế kỷ thứ 7 đến thế kỷ 17 được trục vớt lên những cái con tàu. Ngày xưa chắc có lẽ là người ta đi từ Trung Quốc sang rồi, hoặc là bán buôn những con thương thuyền đó. Tại sao nó bị chìm đắm mà những người ông hình như là Ngô Bột Thủy gì đó thì ông tìm được, trục vớt được. Quá dữ. Đấy, chén đũa ngày xưa, gốm sứ ngày xưa, có cả như là ngà voi hay gì đó, gỗ gì đó. Chén xưa, à, bác à, bác rượu ngày xưa hả? À, ngày xưa là uống bằng bác á, hả? Đây là cái gì? Nó cũng có chén sứ các thứ là nó dính vào trong đây mà giờ nó hình hóa đá luôn rồi. Chìm đắm ở dưới bãi biển lâu quá, cái lòng biển. Đây thân tàu, một phần thân tàu, phần đáy tàu thế kỷ thứ 15 chìm đắm ở Hòn Dâm, Phú Quốc. Đó, phần đáy của con tàu bây giờ cũng thành quả đá luôn rồi. Cứng luôn. Và người ta cũng trục vớt đem về để ra đây.
Đây là tôm, cua, cá. Và đây là những cái con tôm, cua, cá thật mà nó đã hoàn toàn bị quá thạch rồi. Đây là nó thật đấy, nhưng mà bị hóa thạch. Nó nằm ở dưới ở. Quá tuyệt vời, một kho sưu tập đồ sộ. Mà nó dính vào trong đó hết rồi, không có lấy ra được ha. Dạ, tại vì nó như biển đâu, nó bị oxy hóa. Oxy hóa hết rồi. Nó bị hóa thạch luôn rồi. Tàu nó chìm á. Quá, quá đẹp, không sờ vào hiện vật. Đây. Cổ mà, vật cổ mà. Cái này là có những cái nó không còn lành lặn nữa, khi mà người ta vớt lên thì nó bị vỡ. Đúng rồi. Ở bên đây nữa. Bên đây cái này là gì đây? Ốc hả? Cái vỏ ốc. Vỏ ốc đây. Rồi mấy miếng mà mảnh vỡ của bộ gốm sứ. Rất là nhiều bộ gốm sứ nha. Đây đá cắt đá mài. Đạt tượng. Đây, bộ ấm tách được tạc từ đá. Quá đẹp. Tuyệt vời luôn, rất là chi tiết nha. Từ những cái vỏ ốc. Những nghệ nhân phải nói là quá, quá cao siêu. Đây, hình tượng vật. Rất là nhiều nha. Quá đẹp. Cái này là vỏ ốc à? À mấy cái vỏ ốc đó đó. Họ điêu khắc lên. Bao nhiêu một miếng vậy em? Như cái này. À, cái định giá hả? Ok. 60 triệu đó, khoảng 3.000, 2.000. Nhưng mà để hoàn thành một tác phẩm như vậy là không phải đơn giản.
quá đẹp. Đã bao lâu mới được hoàn thành một cái tác phẩm vậy em? Một tháng á hả? Một người làm á là một tháng trời đó. Từ cái vỏ ốc cho nên được đục đẽo mình mài rồi mình tiện rồi làm nhiều thứ ha. Quá một tháng trời, công sức quá nhiều luôn. Đây là hoàn toàn làm bằng tay ha, công sức ha. Đây là những cái bức tượng được tạc rồi đó, thấy không, ngọc luôn, quá đẹp. Và nó từ những cái vỏ ốc như thế này đó, những cái vỏ ốc như thế này và những cái nghệ nhân người ta tạc lại đó, họ tạc lại đó, quá đẹp. Đây bây giờ chúng ta đi lên trên. Đúng là một cơ sở rất là đồ sộ ở Phú Quốc, chuyên về ngọc trai bãi biển. Đây là nhai bãi biển rồi, cái view rất là đẹp, cái cây dừa ngã nghiêng ra bên ngoài. Đây ngọc trai, cô có thích không? Đây cái cô này đang lựa trai. Đó, cái cô này đang làm bông tai, hoa tai. Hả? Cái hoa tai không? Cô này đang chọn trai đấy. Quá đẹp. Những đôi hoa tai nè, đi nhường nhau. Trai. Con có trong cài áo. Trong cài áo đó, mà cũng người ta thật thích hả? Dạ. Nó nhiều màu quá em hả? Dạ. Quá nhiều màu. Bao nhiêu một chiêu của cái này? Cái này 4,5 triệu. Một cái viên thôi đó. Dạ. Xung quanh nó là cái gì vậy? Cái đó là hộp kim. Hộp kim. À, 4,5 triệu. Quá đẹp. Kim này đeo ngứa tai nhỉ. Cẩm thạch đá
Ai đẹp quá. Ngọc trai, ngọc trai. Đây, ngọc trai. Thịt á hay gỗ em? Gỗ tầm hương. Đây là tầm hương, phải không? Đây tầm hương. Rất là nhiều sản phẩm đẹp. Đẹp quá, đây bằng vỏ ốc á. Họ bọc, họ dán lên những cái cây vít làm rất là đẹp, tinh xảo. Đây là ngọc trai. Ngọc trai thì có đạp và đáng mấy tiền. Nhẫn nữ luôn hay không? Nhẫn nam không? Dạ, nhẫn nam phía dưới. Phía dưới đó. À. Chuỗi ngọc trai này 78 triệu Việt Nam đồng. Đây một vàng này. Chuỗi ngọc trai này là 5 triệu rưỡi. Còn ten hả? Bao nhiêu? Cái đó bao nhiêu? 2 triệu. Cái này đi em ơi, có rồi, có rồi. Còn mấy dây, dây đẹp quá hả?
và một món làm kỷ niệm. Vậy là bao nhiêu chị? Dạ cái này 1,5 triệu. 1,5 triệu hả? Cái này bằng ngọc trai luôn á hả? Dạ, chai nước ngọt. Đẹp nè. Nào. Quá nhiều kiểu dáng đẹp. Nhẫn nam ở đâu? Dạ ở bên này. Để xem thử coi có kiểu nhẫn nam đẹp không. Wow, nhẫn nam đây có nhiều kiểu đẹp quá. Chọn cho mình một chiếc đi ạ. Cái đó bao nhiêu? Dạ đây là 48,500. Tại sao nó đắt thế này? Dạ đây là đá gì? Trai gì hả? Dạ đây là ngọc trai nước mặn. Trai nước mặn hả? Viên ngọc sao xia 4 chữ A, viên ngọc sao xia nên nó mắt. Còn xung quanh đó là gì? Bằng ngày vàng trắng hả? Sao xia. Dạ đúng hả? Mấy chỉ vậy? Dạ đây không nói về chỉ hả? Bởi vì mình quan trọng là viên ngọc. Giá trị mình nằm trên viên ngọc. Ừ, nhưng mà xung quanh cũng là vẫn gần vàng trắng á. 48 triệu hả? Dạ đúng, 48,500,000 ạ. 48,500,000. Anh đeo thử đi ạ. Nó đẹp quá. Đây, đeo thử. Này nó lỏng lắm. Anh chọn viên này hay gì em có sai. Quá đẹp luôn. Nó xúc không ta? Cái hạt này xúc dạ, không? Dạ cái này mình có khoan xiên rồi ạ. Khoan vô rồi đúng dạ. Rồi hả? Viên ngọc là mình phải bảo đảm an toàn chắc chắn tuyệt đối. Còn mấy cái ngọc màu khác thì nó rẻ hơn hả? Dạ không ạ. Nếu mà anh qua bên quầy bạc thì nó rẻ hơn ạ. Quầy bạc là quầy nào? Dạ ở bên này ạ. Ok, đây mà nhẫn nam nữa nè. Quá nhiều đẹp. Cái tập cái ngọc trai ạ. Anh chọn một chiếc về làm quà cho gia đình hoặc người thân ạ. Cái này nhẫn nữ mà. Dạ đúng hả? Ừ, muốn nhẫn nam mà. Nhẫn nam còn. Có bên kia lúc nào? Chỉ có bên kia thôi phải không? Ừ, ok đấy. À, đây là bằng tay hết đấy không? Điều khắc thủ công. Thủ công hết á. Cái bức phù điêu, bức tượng nè. Quá đẹp luôn, như cái bức tượng này. Cái này bao nhiêu em? 335 triệu. Là một cái vỏ sò đó hả? Vỏ gì? Vỏ trai. Vỏ trai hả? Vỏ ngọc trai mà vỏ lớn á. Ngọc trai lớn á. Người ta điêu khắc lên. Quá đẹp, hình một tượng Phật. Nghệ nhân cả tháng trời mới làm được cái một cái như vậy. Đẹp quá. 146 kg. Đây một cái ngọc vỏ trai. Quá đẹp. Cắm hả? Ừ. Đẹp quá. Và đó là toàn bộ những cái cảnh ở trong một cái chỗ mà họ nuôi ngọc trai và bán những cái sản phẩm về ngọc trai. Hôm nay thì chúng ta tạm dừng ở đây. Cảm ơn quý vị. Trả lời quý vị trong chương trình tới.